ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món sâm sâm. Nguyên liệu của món sâm sâm gồm có: đây là bột lá sâm. Và đây mình nấu thêm 5g rau câu nè. Đó, 5g rau câu. Và đây là cái 100g đường để trộn với rau câu thì là 110ml. Và đây là 300g đường để mình nấu nước đường. Trước tiên là mình đổ 100g đường ra cái chén này. Và đây là 5g rau câu. 5g rau câu tức là 10ml ạ. Đó, mình lường qua đây là 10ml. Và mình trộn lên. Và bây giờ mình chế rau câu vô cái nồi vừa khuấy vừa khoáng vừa đổ vô này. Và mình ngâm 15 phút. Đó, mình ngâm 15 phút. Và bây giờ mình cắt cái sâm sâm ra nè. Trong này nó có cái bịch mọi người. Thì bây giờ mình đi giặt cái bịch này đi. Và bây giờ mình đổ vào trong cái cối này 800ml nước. Đó, 800ml nước. Và bây giờ mình cắt cái gói bột sâm sâm này vào trong này nè. Mình cắt gói bột sâm sâm bỏ trong này. Và bây giờ mình khuấy nữa. Thôi xay là nó văng lên luôn á. Xay là nó văng cái bụi lên. Và mình có thể ngâm trong 5 phút, 3 đến 5 phút. Và bây giờ mình xay sâm sâm. Và bây giờ mình cho vào đây là khoảng nửa muỗng cà phê dầu ăn nè, đó mình quên mất. Cho nửa muỗng cà phê dầu ăn để cho nó khỏi tạo bọt. Và bây giờ mình đổ trong cái rây này. Trong cái lọc túi lọc thì mình quên. Cái túi lọc này thì mình phải nhớ giặt chứ. Cái này nó rất là nhớt. Tại vì nó có hồ rất là nhớt luôn. Và cái túi này thì nó có sẵn ở trong cái túi á. Và bây giờ mình đổ ra cái tô nhựa này. Và mình hết bọt này. Đó, mình cho dầu ăn cho nên là rất ít bọt luôn. Đó, mình cho dầu ăn á, cho khoảng nửa muỗng cà phê dầu ăn cho nên là nó ít bọt lắm. Rau câu mình ngâm được 15 phút rồi, bây giờ mình đi nấu rau câu. Và mình nhớ khuấy rau câu để cho rau câu mình nó khỏi bén nồi á. Và bây giờ rau câu của mình nó sôi rồi thì mình hạ lửa nhỏ xuống. Và bây giờ mình cũng cho vô đây là một đầu đũa muối. Và rau câu này là rau câu con cá dẻo. Và rau
cơm mình sôi được 5 phút rồi mình tắt bếp. Và mình cũng cho vào đây là 1 phần 2 muỗng cà phê hương vani. Đó, 1 phần 2 muỗng cà phê hương vani. Và mình khuấy lên và mình đổ ra khuôn. Tiếp theo mình đi nấu nước đường. Đây là 160ml nước. Và đây là 300g đường. Thì đầy một cái ly này nè. Đầy một cái ly 250ml. Đó, đầy một cái ly này là 2. Đầy cái ly này. Với lại cái ly này là 20ml nữa. Tức là 300g đường. 300g đường thì mình xài là 160ml nước. Đó, mình xài nước một nửa thôi. Nhưng mà mình bù nó hao á, là còn 160. Và mình bật bếp lên. Và mình cũng cho vào đây là 1 phần 3 muỗng cà phê muối. 1 phần 4 muỗng cà phê muối. Và bây giờ đường sôi thì mình tắt bếp. Và mình cũng cho vào đây là 1 phần 2 muỗng cà phê hương vani. Và bây giờ mình đi nấu nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa này. Và nước cốt dừa lon. Và bây giờ mình cũng cho vào đây là 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Đó, 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình khuấy cho nước dừa nó nóng thôi. Chứ không cần sôi đâu. Tại vì nước dừa này họ đã làm chín rồi. Nước dừa lon thì họ đã làm chín rồi. Và nước dừa mình đã nóng rồi. Thì bây giờ mình cho vô một ít cà phê hương vani này. 1 phần 3, 1 phần 4 cũng cà phê hương vani thôi. Đó, nước dừa của mình nóng rồi, mình không cần đun sôi nữa. Vì nước dừa này họ đã nấu chín rồi. Nước dừa lon á. Và đây là sâm sâm của mình đông rồi nè mọi người. Đó, và đây là sâm sâm này. Mọi người thấy không? Rất là ngon luôn. Và mình mới để có 3 tiếng rồi đó. Nếu mình để lâu thì rất là ngon. Mình lấy dao mình sắc cũng được, mình sắc vuông cũng được. Và đây là thạch rau câu mọi người nhìn trong suốt luôn. Đó, trong như pha lê vậy đó. Trong mà rất là dai luôn. Và bây giờ mình bỏ đá vô này. Và bây giờ mình chan nước đường vô và nước dừa vô. Đó, mình chan nước đường vô này. Tùy theo sở thích của mình ăn ngọt thì mình cho nhiều đường. Và ăn nhạt thì mình cho ít đường thôi. Đó, mình chan nước dừa lên này. Mọi người thấy nhìn rất hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ thì mình ăn thử nè. Mình khuấy lên mình ăn thử. Cái sâm sâm này thì nó không ngon bằng sâm sâm mình tự làm đâu. Mình làm thì nó sẽ ngon hơn. Mình tự vò á. Và ăn rất là mát. Và sâm sâm này thì mình mua 15 ngàn một gói. Mình cho 800ml nước. Nếu ta thích ăn đặc thì ta có thể là nấu ít hơn. Thí dụ 500ml, 600ml mình thích ăn đặc thì mình sẽ cho như vậy. Và rất là ngon luôn mọi người ơi. Và lá sâm thì ngoài chợ bây giờ không ai bán hết, mình mua không ai bán lá sâm hết. Và cái lá sâm này thì mình mua ở dụng cụ làm bánh á. Nếu ta mua dụng cụ làm bánh không có thì ta có thể mua trên Shopee hay Sen Đỏ. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần mô tả, và cách làm mình cũng để ở phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả lên xem. Và mọi người xem video thì ở bên tay trái, ở bên tay phải có các
cái mũi tên nhỏ, mọi người bấm vào đó và kéo lên. Thì công thức và cách làm mình để ở dưới, tức là phần mô tả.